Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với những thông tin tài chính trong nước và thế giới vừa được chúng tôi cập nhật trong sáng nay. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có nguy cơ giảm sâu nếu thị trường đón nhận một báo cáo lạm phát nóng. Rạng sáng 12 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.250 đồng. Giá vàng trong nước duy trì ổn định ở mức 76.980.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 74.980.000 đồng một lượng mua vào và 76.980.000 đồng một lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang mua vào ở mức 74.980.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 76.980.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV đang bán vàng miếng với giá 76.980.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng thương hiệu PNG đang neo ở mức 74.980.000 đồng một lượng và 76.980.000 đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC đang lần lượt là 75.500.000 đồng một lượng và 76.980.000 đồng một lượng. Căn cứ giá của Ngân hàng Nhà nước, bốn ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV và công ty SJC giới hạn số lượng vàng mỗi khách hàng được mua nhằm ngăn chặn các đại gia đầu nậu gom vàng để làm giá. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước quy định tất cả các hoạt động mua bán vàng đều phải xuất hóa đơn điện tử, sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch, đồng thời góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm giữ, thao túng trên thị trường vàng. Trong sáng qua, thì Ngân hàng Nhà nước đã có công văn hỏa tốc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, công ty SJC, hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng, mua gom vàng, gây mất trật tự an ninh. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, từ ngày hôm qua 11 tháng 6, Agribank mở thêm một số điểm cung ứng vàng miếng SJC phục vụ khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội, nâng tổng số điểm bán vàng miếng lên 9 điểm. Cách đây vài ngày thì Vietcombank cũng bổ sung thêm 4 điểm bán vàng miếng cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nâng tổng số điểm bán vàng miếng tại ngân hàng này lên con số 10. Sau 4 phiên bán vàng miếng đầu tiên, Vietcombank đã phục vụ 1.500 khách hàng với số lượng vàng đã bán là trên 10.000 lượng. Trong khi đó, cùng thời điểm này, Agribank đã cung ứng vàng miếng cho khoảng 1.900 khách hàng với tổng số lượng vàng miếng là khoảng 7.100 lượng. Giá vàng thế giới nhích nhẹ với vàng giao ngay tăng 6 USD lên 2.316,2 USD trên một ao. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.333,8 USD trên một ao, tăng 6,8 USD so với rạng sáng qua. Giá vàng tăng nhẹ bất chấp sự phục hồi của đồng USD khi các nhà đầu tư vẫn đang ngóng dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để biết chi tiết về kế hoạch cắt giảm lãi suất so với mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương. Theo các chuyên gia phân tích, các nhà giao dịch đang lo lắng về cuộc họp chính sách của Fed trong ngày 12 tháng 6 theo giờ Mỹ, bởi nếu báo cáo lạm phát không cho thấy sự cải thiện nào, Fed sẽ không phát tín hiệu sẽ sớm hạ lãi suất. Điều này có nghĩa cả đồng USD và lợi suất của Mỹ sẽ tăng lên và gây bất lợi cho vàng. Các chuyên gia phân tích cấp cao cho rằng sau báo cáo việc làm vừa công bố vào tuần trước, Fed khó có thể đưa ra tín hiệu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, điều mà giới đầu tư chờ đợi từ lâu. Động thái đó có thể sẽ tạo áp lực lên vàng, khiến kim loại quý này giảm thêm một hoặc hai lần nữa trong bối cảnh lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng. Hiện thị trường đang cho rằng các dự báo kinh tế cập nhật từ các quan chức Fed lần này cho thấy số lần cắt giảm lãi suất dự kiến ít hơn so với con số mà các nhà hoạch định chính sách đã dự đoán 3 tháng trước trong bối cảnh lạm phát mạnh bất ngờ. Theo các chuyên gia phân tích thị trường, mức quan trọng tiếp theo mà thị trường cần theo dõi là 2.300 USD trên một ao. Nếu mức này bị phá vỡ, có nhiều khả năng vàng sẽ giảm sâu hơn và kiểm tra lại mức 2.200 USD trên một ao. Báo cáo công bố giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ vào giữa tuần này sẽ là điểm dữ liệu quan trọng tiếp theo mà giới đầu tư chờ đợi. Nhiều chuyên gia dự báo dữ liệu CPI sẽ được công bố chỉ ít giờ trước khi Fed đưa ra quyết định lãi suất. Trên thị trường vàng có thể sẽ có những biến động mạnh và phút chót nếu lạm phát tăng nóng.
Vào cuối tuần trước, dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ cùng với báo cáo từ Trung Quốc cho thấy Ngân hàng Trung ương nước này ngừng bổ sung vàng trong tháng 5 đã khiến vàng thỏi mất đi khoảng 3,5%, tương đương 83 USD, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết tại một hội nghị diễn ra vào tuần này rằng Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mua vàng thỏi sau khi giá giảm từ mức cao kỷ lục đạt được vào tháng 5. Giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.316,2 USD trên một ounce, tương đương gần 71,1 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5,8 triệu đồng một lượng. Tỷ giá USD hôm nay, rạng sáng ngày 12 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.250 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên hiện ở mức 23.400 đồng đến 25.450 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,1%, đạt mức 105,25. Đồng USD đạt mức cao nhất trong 4 tuần vào phiên giao dịch vừa qua, trước báo cáo lạm phát rất được các nhà đầu tư mong đợi, có khả năng ảnh hưởng đến thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed, trong khi đồng euro bị áp lực bởi sự bất ổn thị trường ở châu Âu. Số việc làm tăng mạnh hơn dự kiến và lạm phát tiền lương cao trong báo cáo việc làm tháng 5 tại Mỹ được công bố vào cuối tuần trước làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể vẫn ổn định, trong khi tăng trưởng vẫn mạnh. Điều đó có nghĩa là Fed có khả năng cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Các nhà giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Mỹ vào tháng 9, hiện có tỷ lệ cược khoảng 50-50. Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố dữ liệu chỉ số tiêu dùng CPI tháng 5 vào hôm nay, chỉ vài giờ trước khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày mới nhất. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ cập nhật các dữ liệu kinh tế thông qua biểu đồ Dodd-Bot. Nếu lạm phát vẫn phù hợp với kỳ vọng, thị trường đang dự đoán về 2 lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra trong sáng nay như sau. Vietcombank mua vào 25.192 đồng, bán ra 25.462 đồng. Vietinbank mua vào 25.213 đồng, bán ra 25.462 đồng. BIDV mua vào 25.222 đồng, bán ra 25.462 đồng. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!